Dạ Mai Vàng quê tôi xin kính chào tất cả các cô chú anh chị yêu Mai Vàng cả nước nha. Dạ nay em lên một cái cây mai, em có 3 cây nha cô chú anh chị. Cây này cái hoành nó thì dao động nó từ khoảng 20 á cô chú anh chị. Đây. Nút nụ là ok nha. Đó, nút nụ nè. Nó cũng có mặt bông rồi nha cô chú anh chị. Bông này khá là đẹp nha. Đó. Cái chiều cao nó tầm khoảng 1m7 á cô chú anh chị. Đây để em quay cái mặt bông của cô chú anh chị mình xem nha. Đây nó chỗ này mấy ngày nha. Đó. Bông nó cũng hai lớp á cô chú anh chị. Đây. Đó. Nút nụ khá là ok nha. Đây. Đó. Cây này là cây cây số 1 nha cô chú anh chị. Đó em có 3 cây. Cây này là xuống lá rồi anh em này bị bắt là ok nè. Rồi để em quay cây số 2 nha. Dạ cây này là cây số 2 là cô chú anh chị. Đây. Cây số 2 nút nụ khá là ok nha. Đó. Đây. Đó, cây này thì cái chiều hoành nó là 22 cô chú anh chị. Đó, nút nụ khá là nhiều nha. Đó. Hoành nó là 22, khá là tròn nha. Đây. Để em quay cho cô chú anh chị mình xem nè. Quay xa xa cho cô chú anh chị mình xem nè. Nút nụ khá là ok cô chú anh chị. Đó, cây này cây mã số 2 nha. Đây. Hoành thân nó nè. Đó, cũng khá là đẹp nha. Đây cô chú anh chị. Đó. Nói chung thân nó là cây này nút nụ là khá là ok nha. Nút nào cũng giữ nha cô chú anh chị. Đó. Là cây này cây mã số 2 nha. Đó cây này mai thuần bồn nha cô chú anh chị. Đó này bứng lên nó cũng giống như mai chậu thôi, nó không có xuống sức nha. Đó, đây. Nói chung cây này là nút nụ là khá ok nha. Cái hoành đó là em bóp đó là đây. Nếu mà bóp ở dưới luôn là bự lắm á. Còn đo ngay cái khúc này nè là 22 nha. Rồi, cây này là cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Đó, em còn một cây mai xù nữa để em quay cây mai xù với cái hoành 30 nữa. Đó để em tiến tới cây mai xù nè. Dạ cây này là cây số 3 cô chú anh chị, cây này cây mã số 3 nha. Đó, cây này cái có xù cô chú anh chị. Đây, xù nó nổi cục luôn nè. Đó. Đó. Cô chú anh chị mình thấy không, xù nó nổi nè. Nổi dài lên trên luôn á cô chú. À. Đó, cô chú mình thấy không? Đây. Này cái ở dưới khúc ngay cái khúc này á là cái hoành nó là 30 nha, lên trên xù này bự lắm cô chú anh chị. Đó, nè. À. Khá là nhiều xù ghê lắm, ghê gớm lắm. Đó là cây này là cái quành nó 30 cô chú anh chị. Nút nụ thì nó đang chỗ ra đó mà em không biết cái mặt bông nó sao, cái này là chưa biết mặt bông nha. Đó cũng đang để cho nó chỗ á. Đó. Đó, cô chú anh chị nào mà thấy cái cây xù này ưng ý thì cứ alo cho em nha. Đó. Số điện thoại lát em để lên cái tiêu đề đó. Đó. Đây, nút nụ khá là nhiều rồi nha. Đó. Đây là cô chú anh chị. Đó mọi người mà có lướt qua thấy cái video của em hay thì cho một lượt like, một lượt chia sẻ kênh nha mọi người. Đó để em kiếm những cái lô mai đẹp em quay cho mọi người thao coi tham khảo. Nếu mà ai mà cảm thấy mà ưng ý thì alo trực tiếp cho em nha. Đó em báo giá từng cây luôn, là cây này cây mã số 3 nha mọi người. Đó xù cũng dữ dằn nha, xù từ dưới lên trên luôn á. Đó. Đó, quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, xù lên trên luôn. Đó. Xù dữ dằn lắm cô chú. Đó. Đây, nụ ở chỗ mọc trong cái thân luôn hả. Đó, nụ mọc cái thân xù dữ lắm cô chú anh chị. Rồi nếu mà cô chú anh chị nào mà có lướt qua thấy video của em hay thì cho một lượt like, một lượt chia sẻ kênh nha cô chú anh chị. Rồi bye bye cô chú anh chị.